Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trò trấn lột đáng sợ của Tô Lâm nhắm vào 7 phút. Trước khi đi Trung Quốc, phe Tô Lâm bắn tin rằng Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước đang bị điều tra. Nếu Tô Lâm cho thực hiện vụ bắt bớ này, thì đây sẽ là một vụ án chấn động cả nước. Bởi trước đó, tứ trụ về hưu luôn là vùng cấm bất khả xâm phạm. Tuy ông Phúc đã không còn quyền lực, nhưng chắc chắn tiền tham nhũng ông không ăn một mình Đặc biệt, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực dưới thời ông Phúc làm Thủ tướng, không thể không liên quan đến những sai phạm của cấp trên. Trong chế độ này, khi phải ký những văn bản có nguy cơ dính đến sai phạm thì cấp trưởng thường hay đẩy cho cấp phó buộc họ phải ký. Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc. Nếu bức dây Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ động đến cả khu rừng, lúc đó không những ông Trương Hòa Bình mà có thể cả ông Trương Tấn Sang cũng nhảy vào gỡ rối. Trong khi đó, ông Trương Tấn Sang rất có ảnh hưởng đến nhóm Hà Tĩnh. Vì vậy, có ý kiến đánh giá, rất có thể ông Tô Lâm chưa đủ tự tin để bức dây động rừng trong bối cảnh hiện nay. Mới đây, một nguồn tin nội bộ cung cấp cho Thời báo chấm biết rằng Tô Lâm đã thỏa thuận được với Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, ông Phúc buộc phải nhả một phần tài sản đã tích cóp được sau bao nhiêu năm và sẽ được tha như vậy ông phúc hài lòng với phần tài sản còn lại còn tô lâm thì trấn lột được một phần kha khá từ ông cựu chủ tịch nước này tô lâm không cần phải bức dây động rừng có thể gây ra hậu quả khó lường nếu đây là sự thật thì có thể nói những kẻ cấp cao trong nội bộ đảng đang ăn thịt lẫn nhau kẻ đang cầm quyền thì tìm cách trấn lột kẻ đã thất thế khi còn nắm giữ quyền cao chức trọng quan chức không chỉ trấn lột người dân bòn rút tài nguyên đất nước để làm giàu mà còn trấn lột cả đồng chí của họ những vụ trấn lột lẫn nhau như vậy không phải đến đời tô lâm cầm quyền mới có mà đã có từ lâu thời ông nguyễn phú trọng trò bẩn này đã được thực hiện nhân danh công lý vụ chuyến bay giải cứu và vụ việt á được xác định đã gây thiệt hại 4.000 tỷ đồng mỗi vụ tuy nhiên khi ra tòa các bị cáo phải bồi thường con số rất nhỏ chứ không bị truy thu hết 4.000 tỷ đồng người dân những nạn nhân của họ thì không hề nhận được đồng nào tiền bồi thường và đây là hình đại án chuyến bay giải cứu nguyên nhân sâu xa của điều này là gì theo nguồn tin nội bộ của thời báo d đánh giá đằng sau vở kịch công lý này là cái chợ buôn bán công lý để có thể thoát những bản án tù hoặc muốn giảm mức án xuống thấp hơn các đương sự phải nhả lại một phần lợi ích mà họ đã được hưởng cho những kẻ cầm cân nảy mực và như vậy tất cả đều có lợi. Nếu Tô Lâm thực hiện trò trấn lột như thế với Nguyễn Xuân Phúc để ông Phúc được an toàn thì cũng không phải việc mới lạ. Cái mới ở đây chỉ là Tô Lâm dám thực hiện điều đó với một tứ trụ đã về hưu mà thôi. Mà với tứ trụ về hưu thì cũng chỉ có Tô Lâm mới dám làm như vậy. Và đây là hình Tô Lâm kẻ tạo ra luật. Các tứ trụ về hưu thường rất giàu có bởi chuyện tham nhũng triệu đô đối với họ cũng chỉ là tham nhũng vặt sau bao năm ngồi trên đỉnh quyền lực để vơ vét thì tài sản của họ không thể nào tưởng tượng nổi mỗi người trong giới tứ trụ đều rất hiểu điều đó khi trấn lột của dân thì cần những chính sách tinh vi và phải thực hiện trong một thời gian dài tuy nhiên trấn lột các đồng chí thì chỉ cần một lời đe dọa và các bên ngồi lại để ngã giá lúc đó kẻ thất thế chỉ biết gật đầu và cam chịu. Một khi đã trấn lột được một tứ trụ, thì có lẽ những tứ trụ về hưu khác cũng phải biết điều, chấp nhận luật chơi. Như vậy, nguồn thu của Tô Lâm và Cánh Hậu không chỉ là 100 triệu dân, mà còn là những cựu quan chức vẫn còn sống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trò trấn lột đáng sợ của Tô Lâm nhắm vào 7 phút những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 1 tháng 9, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, khối tài sản nhiều tỷ đô la Mỹ của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Cho đến nay, đang là tâm điểm của dư luận và là thách đố đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, vì họ chưa có giải pháp thỏa đáng để thu hồi triệt để. Như thông tin đã đưa trong các bài trước, vợ chồng Phúc Thu đã nhờ những người thân đứng tên khối tài sản khổng lồ này bùi thị thu hà tức vợ của thiếu tướng đàm thanh thế anh em đàn mẹ ông phúc hiện nay ông thế đã viết đơn xin ly dị bà hà nguyễn thị thúy duyên và nguyễn thị ánh linh con gái đầu và thứ hai của nguyễn quốc dũng anh trai nguyễn xuân phúc vũ trí hùng con rể và vũ trí kiên thông gia hiện nay hùng đã ly dị nguyễn thị xuân trang nhưng ông Phúc có xin Hùng tạm thời qua lại cho các cháu, con của Hùng và Trang khỏi sốc. Và đây là hình vợ chồng Phúc và Thu. Không dừng lại đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tìm ra thêm một đầu mối đứng tên tài sản cho vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Đó là Đặng Huỳnh Ức Mi, ngày sinh ngày 12 tháng 12 năm 1981 tại Sài Gòn, quê quán Hải Nam, Trung Quốc. Chồng là Trương Hồng Quân. Đặng Huỳnh Ức Mi tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh và tài chính tại Đại học Preston, New Zealand. Năm 2006, khi mới 25 tuổi, Ức Mi đã nắm giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc thường trực công ty cổ phần Thành Thành Công. Đến tháng 7 năm 2009, khi mới 28 tuổi, Ức Mi trở thành nữ tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong tập đoàn Thành Thành Công. Hiện nay, Ức Mi là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của công ty này. Ức My được tình báo kinh tế Hoa Nam tuyển chọn năm 2015, khi đó My mới 35 tuổi và đây là hình Đặng Huỳnh Ức My. My được tiếp cận với gia đình Nguyễn Xuân Phúc thông qua cha mẹ là doanh nhân Thành Đạt Huỳnh Bích Ngọc và Đặng Văn Thành, người được mệnh danh là đại gia ngân hàng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank liên tục trong 18 năm. Tuy nhiên năm 2014 Sa Cầm Bang đã bị gia đình ông Trầm Bê thao tóm và sát nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam. Chính sự liều lĩnh này đã dẫn ông Trầm Bê và các thành viên thân hữu vào con đường lao lý đầy chông gai, để từ đây gây ra những ân oán hận thù dai dẳng giữa gia đình Trầm Bê và Đặng Văn Thành, mà đạo diễn chính đứng sau hệ lụy này là Nguyễn Xuân Phúc. Cần nói rõ thêm, Đặng Văn Thành và Thân Đức Nam là hai nhân vật đắc lực dùng tiền của chạy chức cho Nguyễn Xuân Phúc từ một gà què lên lọc định ký. Ngoài ra, lúc Nguyễn Xuân Phúc đang làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thì Nguyễn Thị Minh Kỳ sinh năm 1970, quê quán Quảng Ngãi, hiện là chủ tịch công ty cổ phần ô tô Đô Thành, cung phụng vợ chồng Thu và Phúc như con phụng dưỡng cha mẹ. Từ cái tâm đến đôi tất, quần áo lót của gia đình Thu Phúc, bà Kỳ đều đi Nhật mua sắm. Bà Kỳ cũng là trung gian dẫn Đặng Văn Thành đến gặp vợ chồng Thu và Phúc và suối bà Thu mua cổ phần của công ty Sacombank. Thu cho em trai Trần Công Tấn đứng tên. Tấn là chủ nhân của các đập thủy điện sông Tranh 1 và 2 vì siêu lợi nhuận mà bỏ qua các yếu tố kỹ thuật an toàn cho người dân gây ra thảm họa môi trường và cản trở các hoạt động của dòng hải lưu làm thiệt hại đến nền nông nghiệp của đất nước. Nguyễn Thị Minh Kỳ còn có em trai Nguyễn Văn Cựu là thành viên hội đồng quản trị Sacombank và là đệ tử thân tín của Đặng Văn Thành. Cựu từng là thành viên hội đồng quản trị độc lập Sacombank từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2017 và là phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Bản Việt từ ngày 24 tháng 5 năm 2010 đến ngày 28 tháng 9 năm 2012. Hiện nay Nguyễn Văn Cựu là chủ tịch tập đoàn Đô Thành đặng văn thành là người giới thiệu cũng là chủ hôn cho vũ trí hùng và nguyễn thị xuân trang cưới nhau ông thành cũng đứng tên hai căn biệt thự tại hoa kỳ cho nguyễn xuân hiếu tức con trai thứ hai của vợ chồng thu và phúc hiếu được mệnh danh là hoàng tử ngũ lười qua hoa kỳ du học nhưng hiếu cứ cầm sách là ngủ đến lớp là ngáy như sấm cho nên thành phải sang hoa kỳ chuyển trường cho hiếu hai lần trường tư do người hoa điều hành nên Thành xin được bản điểm tốt cho Hiếu. Quay trở lại với Đặng Huỳnh ức mi. Bà My không chỉ đứng tên tài sản cho vợ chồng Phúc và Thu, mà còn dùng tiền dơ bẩn đó trực tiếp kinh doanh, tạo lợi nhuận cho gia đình này. Năm 2019, Phúc công khai nhận ức My làm con nuôi. My hiện nay tập trung kinh doanh mía đường, giáo dục, y tế, bất động sản, chứng khoán. Hiện nay gia đình Đặng Văn Thành đang mâu thuẫn trầm trọng vì Đặng Văn Thành yêu cầu con gái rót tiền cho anh trai Đặng Hồng Anh và em trai út Đặng Huỳnh Thái Sơn. Nhưng ức mi nhất quyết không thực hiện nhằm giữ uy tín với gia đình Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông tin nội bộ từ gia đình Đặng Văn Thành, thì Nguyễn Huỳnh ức mi đang nắm giữ khoảng 2 tỷ đô la của vợ chồng Phúc Thu. Và đây là hình Đặng Văn Thành trong lễ đính hôn của con gái Nguyễn Xuân Phúc. Trong một đất nước kém phát triển, hàng triệu người dân Việt Nam còn khổ sở, không đủ tiền điều trị y tế, hàng trăm ngàn người phải đi vượt biên hoặc lao động xuất khẩu mỗi năm với ước mong đổi đời để nuôi sống cho gia đình. Vậy mà đại gia đình Phúc và Thu tìm mua ngàn phương thức bòn rút ngân khổ, cướp của nhân dân, lợi dụng hệ thống tư pháp, non pháp và hàng kém để tạo nên những bất công cho xã hội nhằm thu lợi bất chính và xây dựng quyền lực. Điều nguy hại hơn nữa là không chỉ một cá nhân sử dụng quyền lực chính trị để hạ hiếp người dân yếu thế, trả thù cá nhân, mà tư tưởng tội ác đó được tôi luyện như một bản năng bền vững, nói truyền qua các thế hệ, từ anh trai Nguyễn Quốc Dũng, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng, em vợ Trần Công Tấn, ông chủ đứng sau điện lực Sông Tranh 1 và 2, con rể Vũ Chí Hùng, phó tổng cục trưởng tổng cục thuế, và bản thân nguyên thủ tướng chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dọn đường cho cả thế hệ con cháu là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện là Phó Bí Thư tỉnh đoàn Bắc Giang. Một kẻ bất tài, vô dụng. Tưởng chừng Phúc và Thu chỉ tham lam, ngu dốt, nhưng vợ chồng này còn làm nhiều chuyện trái luân thường đạo lý như lừa thầy phản bạn, gắp lửa bỏ tay người, chỉ đạo bắt kết án oan sai nhiều cá nhân và doanh nghiệp như Đinh Ngọc Hệ, tức Úc Trọc, Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhơm, Trầm B, Trần Bắc Hà. Từ cổ chí kim, chưa một bảo chúa tàn ác và ngu dốt nào có kết cục có hậu. Cuối cùng số phận cũng bạc bẽo. Cái chết của Gaddafi, Saddam Hussein là bài học điển hình về luật nhân quả. Vì vậy, Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu với bản tính tham lam, tâm địa độc ác sẽ không thể tránh khỏi quy lực ác giả ác báo. Càng mưu mô nham hiểm, thì càng nhận được các kết cục bi đát và bất ngờ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.